Chào tất cả các bạn nhé. Buổi tối, hiện tại bây giờ là 9 giờ kém này. Mình mới rảnh rỗi, mình ngồi PC, mình đọc qua một số những cái bình luận của mọi người thì tiện thể mình sẽ trả lời một số câu hỏi nhé. Dạo này mình bận quá nên mình ít trả lời những cái câu hỏi của mọi người ấy. Thì tình cờ buổi trưa nay mình ngồi, mình cầm cái điện thoại, mình đọc được một cái bình luận này nên mình sẽ trả lời cái bình luận này đầu tiên. Mình tìm cái bình luận này đã. Đây, vuốt mãi mới tìm được. Thực ra ấy, một ngày cái kênh này do rất nhiều người xem và lượng người bình luận nên mình không thể nào mình có khả năng, có thời gian để mình đọc, mình trả lời từng bình luận được của mọi người được. Thì buổi trưa tình cờ ấy, mình có đọc được cái bình luận này này của cái anh Lê Nê Đắc Luận này này. Anh ấy hỏi mình ấy, là hỏi địa chỉ và số điện thoại mấy ngày để tư vấn cho khách mà không trả lời. Đấy. Thì mình và sau đó là cũng có hai phản hồi này. Bây giờ mình mới đọc thấy hai phản hồi của mọi người, mà những người đã xem nhiều kênh của mình ấy. Xem kênh của mình lâu 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 thường xuyên ấy, như cái bạn này này, người ta đâu có thời gian trả lời cho mình được, muốn biết điều mình cần phải tìm các chương trình trên YouTube thôi, tôi toàn là như vậy, người ta đâu chỉ làm riêng cho mình. Rồi bác ấy đã nói rất nhiều là bác không nhận sửa và không cấp số điện thoại nữa. Nếu bạn thường theo dõi clip của bác ấy thì bạn sẽ hiểu, còn không theo dõi thì đành chịu. Đây, mình tìm được cái bình luận đầu tiên của anh này mà muốn hỏi mình đây. Và tức là mình xem cái bình luận kia, mình mới kéo tìm xem cái anh Lê Đắc Luận này, anh có bình luận những cái lần nào ấy. Thì cái bình luận này là bình luận đầu tiên này. Anh ấy hỏi là anh cho xin địa chỉ và số điện thoại. Tôi có quạt trần Vlauin 5 cánh hỏng tương tự như video. Tức là anh ấy xem một cái video là sửa quạt trần Vlauin tự tự chạy LR. Để anh sửa cho tôi. Thì thực sự ấy là mình dạo này mình rất là bận. Đây, mình có trả lời cho anh ấy ở dưới luôn này. Mình rất là bận nên mình không nhận của mọi người nữa, bởi vì cái công việc của mình đang full việc, mình không có khả năng làm được hết tất cả mọi việc nhận của mọi người được. Hiện tại công việc ở quê của mình đã nhiều rồi, công việc ở một số các công ty mình làm cũng nhiều rồi. Rồi dạo gần đây thì có rất nhiều người cũng ở những nơi xa, ở Bắc Ninh này hay ở dưới nội thành Hà Nội ấy, cũng đi xe máy đến gửi tận nơi nhà mình. Và mình các bạn những người đấy đã gửi cho mình thì mọi người thông cảm cho mình nhé, mình chưa có khả năng mình làm cho mọi người được, lúc nào mình bố trí được thời gian mình mới làm được. Bây giờ nhà mình nó như là một cái lống núi chất chất đồ của mọi người gửi ấy. Một mình không làm hết được các bạn nhé, nên mình sẽ không nhận mọi người nữa là như vậy. Đã khoảng 2 tháng nay rồi là mình đã phải làm một cái video mình nói cho mọi người ấy, là mình không nhận mọi người nữa, bởi vì ấy, công việc của mình nhiều quá mình không làm hết được, cứ nhận mà để đấy thì không làm thì không được các bạn nhé, phải có thời gian làm thì mới nhận, mình mới nhận. Rồi cái vấn đề về rất nhiều người hỏi mình về địa chỉ và số điện thoại thì đây nhá, mình vào cái video này này thì ở mục chi tiết ở đây mình vào luôn cái video đấy luôn. Thì tất cả ở các video ấy thì nếu mà các bạn xem điện thoại nó sẽ có cái mũi tên ở cái vị trí này này, các bạn kích xuống thì ở ở cái mục nó gọi là mục mô tả của video ấy, là mình các bạn đọc là chữ kênh như chia sẻ kiến thức ấy thì nó luôn có địa chỉ nhà mình. Thì ngày xưa ấy, thì mình có để cả số điện thoại, nhưng do mình để số điện thoại ấy, thì một ngày ví dụ như mình đang sửa một thiết bị chẳng hạn, cứ 5 phút lại có người này gọi hỏi, lại 10 phút sau lại có người kia gọi. Thế là một ngày của mình chỉ ăn và nghe điện thoại thôi, mình không làm được bất kỳ công việc gì cả, mình chỉ trả lời mọi người là mình hết hết thời gian mình làm việc rồi, và ảnh hưởng cực kỳ đến cuộc sống cũng như công việc của mình, do đó mà mình phải bỏ cái số điện thoại đi, đó là như vậy. Bởi vì nếu mà mình để số điện thoại mà giúp mình giúp cho mọi người ấy, là mình trả lời các câu hỏi của mọi người, những người người ta hỏi ấy, thì mình không thể làm được việc gì nữa, do đó mình phải bỏ số điện thoại đi nhá. Do đó mình chỉ để cái địa chỉ cũng như mà vào mục giới thiệu kênh ấy, thì cũng có địa chỉ của mình để cho người nào gần ấy thì có thể mang tới. Và cái vấn đề này cũng mình cũng nói luôn này, một số người thì điện cho mình ấy, biết địa chỉ ấy, gọi cho mình thì bảo là tôi muốn đen lên anh, tôi kiểu như là dạng như là biết là mình làm rất nhiều thì là nghĩa là mình làm giỏi rồi ấy, là đem đồ lên ấy, là có thể là lấy ngay được. Thì rất nhiều người muốn bố trí thời gian là anh tôi lên anh làm giúp cho tôi, thì mình khẳng định là mình không thể nào có khả năng mình làm ngay được, bởi vì ban bệnh nó mình phải có thời gian mình kiểm tra rồi mình tìm linh kiện hỏng mình thay. Chứ nhiều người cứ nghĩ mình cao siêu là mình à anh này giỏi lắm rồi, anh Vũ Kiên sửa điện tử giỏi rồi, không đem cho thợ gần đấy nữa, đem lên cho anh ấy làm anh sẽ làm được cho mình luôn ấy. Thì mình khẳng định là mình không có khả năng nhá mọi người nhá, bất kỳ ban bệnh gì mình phải có thời gian mình làm, và đặc biệt là mình đang không phải là mình ngồi ở nhà mình chờ mọi người mang đồ đến, là lúc đấy mình đang rảnh mình chờ mọi người mang đồ đến để mình làm cho mọi người được luôn, các bạn chờ có thể lấy ngay được. Chỉ có những người người ta không có việc,
người ta đang rảnh rỗi thì mình làm được như thế. Còn mình full việc luôn. Cái ngày hôm nay nhá, như cái ngày hôm nay nhá, có cái bên anh này nhá ép mình là phải sửa mấy cái thiết bị này, vì 2 ngày nữa là anh đi tới anh đấy rồi này. Có cái anh này là khoảng 3 hôm nữa anh cố gắng làm cho em cái này. Thì thực sự ấy, hoặc là những cái đồ của người ở quê gửi cho mình ấy, thì công việc của mình vẫn ưu tiên chỉ là sửa cái bình siêu tốc thôi, hoặc cái quạt điều khiển thôi ở quê mình thôi. Mình vẫn phải ưu tiên đó là người ở quê, ưu tiên những cái công việc đó trước, sau đó mình mới có khả năng để làm được công việc mà mọi người đem tới, những cái thiết bị mọi người đem tới cho mình. Tức là như thế này này, ví dụ như hôm tối buổi tối hôm nay nhá, hiện tại mình đang nghỉ nhá, thì ngày mai mình đã có kế hoạch là mình làm những thiết bị gì và mình đi tới đâu, và cái công việc của ngày hôm, hôm, hôm ngày mai ấy, là mình đã sắp xếp kín rồi. Để ví dụ như ngày mai là sửa cái này, sửa cái kia, nếu mà xong được ok thì mình sẽ làm cái việc này nữa cơ. Đấy, đó chính là cái sự bố trí công việc của mình, chứ không phải là mình không có việc mình ngồi thì chờ mọi người mang đồ lên để mình sửa. Mà mình cũng khẳng định luôn, mang đồ lên thì mình phải có thời gian mình phân tích, mình tìm, và mình đôi khi tìm ra con linh kiện chết rồi thì mình còn phải tìm xem trong nhà mình có sẵn linh kiện đấy để thay không cơ. Nên cái vấn đề sửa chữa nó là như vậy nhá mọi người nhá, chứ không phải là mình giỏi mà mọi người cứ mang đồ lên là mình sửa ngay cho bạn, cho mọi người được. Nên rất nhiều người gọi cho mình dạo gần đây ấy, thì nhiều người là muốn mình sửa ngay thì mình khẳng định là mình sẽ từ chối khéo luôn, mình không thể nhận được. Rồi kể cả những người thì có nhu cầu sửa thì để lại, thì mình cũng cố gắng mình sắp xếp thời gian, mình phải sắp xếp thời gian để có thể sửa được. Đây, như vừa tìm ra này, như cái anh Phạm Văn Chiến này này, anh ấy có xem một cái video mình up ngày hôm qua ấy, thì anh ấy hỏi là 2 chiếc lùi Yoshi của mình đã sửa chưa ấy. Thì mình nhớ không lầm là anh này hình như ở dưới Hưng Yên hay sao ấy, đi mang lên đi ô tô mang lên, tức là mang người, chở người lên sân bay Nội Bài, thế là ghé qua mình đặt ở mình. Thì thực sự là mình cũng chưa có thời gian mình làm. Rồi có một cái anh ở Bắc Ninh cũng thế, cái ngày hôm đấy, ngày hôm mình nhận 2 cái lồi Yoshi của anh này này, cũng từ Bắc Ninh cũng đi ô tô sang, cũng gửi cho mình 5 cái bếp từ đơn, rồi mấy cái đồ nội địa Nhật nữa, lồi cơm các thứ, toàn những cái lồi mà đã đem đi thợ đấy, họ đã trả về, họ không sửa được, nên cứ bảo là xem có sửa được không. Thì rất là nhiều luôn mà các bạn nhé, thì mình phải có thời gian mình mới bố trí mình mới làm được. Thôi quay trở lại mình sẽ trả lời một số cái vấn đề của mọi người nhá. Tóm lại ấy, là mình phải ẩn số điện thoại đi, bởi vì ấy, nếu mà để số điện thoại thì mình không làm ăn gì cả. Và cái địa chỉ thì mình để mục mô tả cũng như mục giới thiệu kênh ấy, thì đều có địa chỉ của mình rồi. Và mình có đặt cái số tài khoản từ cái thời Tết vừa rồi mình đặt này, thì có rất nhiều người ủng hộ mình nhá. Có rất nhiều người mà xem cái kênh của mình ấy, và họ học hỏi được kiến thức và họ kiếm tiền từ những kiến thức mình chia sẻ cho họ. Những là nhất là những anh bạn thợ điện cơ hoặc những người mà thợ non ấy, và họ đã làm được, họ đã kiếm tiền được từ những kiến thức mình chia sẻ ấy. Là thỉnh thoảng họ hay gửi mình ly cà phê rồi là tri ân mình bằng bằng một số tiền nhỏ thôi. Mình rất cảm ơn mọi người cái vấn đề này. Mình nói cái điều này bởi vì đấy, mình trước mình có cái bình luận, có một cái anh nói là mọi người cứ tung hô cảm ơn mình, cảm ơn này, cảm ơn kia để cho mình phồng mũi lên, để mình có thể tiếp tục làm những cái video chia sẻ này, chia sẻ kia và đăng số tài khoản lên, thì chắc là chẳng có ai chuyển tiền cho mình. Thực sự ấy, là xã hội có người tốt, người xấu thì có rất nhiều người tri ân mình luôn, chứ không phải là không có. Và nhiều người thắc mắc là tại sao mình dùng cái số điện thoại của này, số điện thoại này của vợ mình thôi, chẳng qua ấy là cái Techcombank nó thông dụng trên thị trường, còn mình thì mình dùng Aribank cơ. Bản thân là một số công ty chuyển tiền sửa chữa cho mình ấy, mình cũng dùng chính cái tài khoản này cách đây hơn chục năm về rồi, tài khoản của vợ mình ấy. Quay trở lại xem các bình luận này, thì những cái bình luận mới nhất về cái video mình vừa up lên ấy, là ngày hôm nay mình up hình như 6 hay 7 video ấy. Ngày hôm nay là cực kỳ kỷ lục luôn, bởi vì mình làm nhiều, mình hôm nay cả ngày mình ở nhà mình làm mà. Thì cái video mới nhất là quạt mình sửa một cái quạt điều khiển của Mitsubishi ấy. Thì trong cái video đấy mình có sử dụng cái con tụ lọc 300V là tụ mình mua theo cân rất lâu rồi ấy. Thì thực sự ấy là cái xúc linh kiện chất lượng AZ này bán cái rất nhiều. Và những con tụ đấy là những con tụ giã xác, thì nó là những con tụ có khả năng không đạt chỉ số vân vân, nhà sản xuất họ bỏ đi thôi, nhưng với chúng ta mình dùng thì vẫn ok nhé, chả vấn đề gì đâu, bởi vì nó là tụ lọc nguồn mà. Mình và một rất nhiều bạn thợ, mình quen rất nhiều bạn thợ cũng mua, thì có đo thông số tụ các thứ ấy, thì có con thì ok, có con thì không đạt chỉ số nhé mọi người nhé, nhưng mà nó vẫn tốt hơn tụ tàu mọi người ạ. Tiếp này, vẫn là cái bo quạt Mitsu ấy, thì có cái anh này anh bảo là nếu hỏng quá thì tiền gà bay yên thóc, mua một bộ bộ Chila 45k thì hay ok. Thì
Thì mình khẳng định là 4-5k là không đúng đâu nhá. Bây giờ là 7-5 hoặc 8-5k nhá. Trên các super bán ấy. Thì mình lại nói cho mọi người về cái nhược điểm của cái quạt bo quạt Mitsubishi của Trung Quốc này nhá. À, không phải Trung Quốc mà bây giờ Việt Nam cũng sản xuất, các anh Việt Nam cũng sản xuất. Đây mình sẽ lấy một cái ảnh cho mình nói về cái coil bo này một chút. Nó có những cái nhược điểm này này. Cái bo này thì bo tàu ấy, thì trên bo mình gọi là bo của Trung Quốc ấy, thì trên thị trường nó rất nhiều loại. Thì chúng ta để ý như cái bo này thì là cái con MSU nó ở phía mặt đi phím nhá, thì mình không dùng cái loại này bao giờ cả. Nhiều loại nó bị lỗi vi điều khiển cơ, hoặc như có cái bo nó như thế này mình cũng chưa gặp nhá. Nhưng đây mình cho mọi người tham khảo những cái bo mà mình hay dùng, mình mua tại chợ trời hoặc mua tại một số S bán linh kiện, mình hay mua linh kiện ấy. Đây, mình vừa mới chụp cái bo mình đang sử dụng, nó là cái bo như này nhá. Chúng ta để ý này, con vi xử lý ấy, là nó nằm phía đằng sau nhá. Đây là ba bo hoàn toàn giống nhau đấy, mình có để lật như này này. Thì chúng ta hiểu ấy, đây là một con Louis Vuitton, là một con vi xử lý và đã được viết một cái chương trình hợp với quạt nhận mắt IR, à nhận điều khiển của quạt Mitsubishi, và nó thực hiện các lệnh để giống hệt với bo chuẩn của nó, nhưng hoàn toàn về về nó khác hoàn toàn nhá. Tức là chân điều khiển led khác này, chân kích chiắc này cũng khác, khoác hoàn toàn nhá. Con vi xử lý này rất nhiều chân, nó ứng dụng nhiều loại lắm các bạn ạ. Nhưng mà đây là cái anh lập trình ấy là ứng dụng trong cái quạt Mitsubishi này. Thì cái nhược điểm của cái quạt này ấy, thì nó linh kiện của nó 100% là toàn linh kiện tàu thôi, nên nó khá là nhanh hỏng. Đơn giản nhất như như dùng lâu ấy, dùng 5 2 năm chẳng hạn, như là phím chả bấm được luôn, phím bằng chân sắt mà nó dỉ bên trong và nó không tiếp xúc tốt. Và một cái nữa ấy, là con tụ lọc này này, con tụ hạ áp này, 105 400V này này, thì con tụ này rất kém nhá. Có khi có cái chúng ta để zin nguyên như này chúng ta dùng ấy, có khi có cái chỉ được 5 thôi là tụ nó giảm chỉ số, là bật chạy cái tắt là do con tụ này giảm chỉ số nhá. Nên mình hay sửa cho khách, mình hay lắp tụ cái mới này này là mình sẵn sàng bảo hành cho 1 năm luôn mọi người ạ. Là mình thay con tụ này lên tụ tốt, mình hay thay một tụ vàng là 105 1 mi 105 275V tụ vàng ấy. Nó to gấp đôi này này nên nó khá là bền con tụ đấy. Và nữa ấy, là chúng ta có thể tăng con tụ 16V 330mm hoặc 470mm này. Có lô thì nó đã nắp 330 thôi. Mình tăng lên con tụ này lên 1000mm thì nó sẽ ok hơn nhé mọi người nhé. Đó là hai cái mà mình hay thay đổi để có thể bảo hành cho khách cả 1 năm luôn. Nhưng con mạch này chúng nó là chạy tối thiểu, đó là hệ thống chống sét các thứ không hề có. Lên con này mà nhiễm sét là hay chết nhá, hay chết cực kỳ luôn. Nhưng nhiễm sét thì tất nhiên nhiễm sét thì không thể nào mà bảo hành được rồi. Như những cái quạt bo xịn của nó ấy, thì nó có hệ thống chống sét, như vừa cái bo với cái video kia cả, là con đấy bị nhiễm sét đấy, mà nó bị lỗ con tụ bảo vệ cao áp 620V, cháy cầu chì mà nó còn không hỏng phần sau luôn mọi người ạ. Như với cái bo tàu này thì nhiễm sét nhẹ cái có khi nó cũng chết cả vi xử lý luôn mọi người ạ. Nên cái bo với cái giá 7 năm hay 8 năm nghìn này, không phải là 4 năm nghìn đâu nhá, cái anh kia không nói cũng đúng, thì không thể nào đạt chất lượng tốt được các bạn ạ. Đơn giản nhất như kể cả những con chiếc này thế nó cũng không tốt, nó cũng hay bị giò bị hỏng mọi người nhá. Nó tóm lại nó là linh kiện của Trung Quốc nên nó không bền, và đặc biệt như một số lô ấy, là con Louis Vuitton này, con vi xử lý này là lô sản xuất lởm hay sao ấy, là mua về nó toàn chạy loạn hoặc bị lỗi ấy, mọi người ạ. Và một số khách hàng nữa chê đó là dính phải người mà muốn hẹn giờ on, tức là cái bo này không có chế độ hẹn giờ on nhá, tức là hẹn giờ tự bật quạt ấy, là không có. Và một số khách nhưng mà phản hồi chê mình ấy là cái còi chip kêu không hay, không đúng zin của nó, tức là bấm nó kêu tít tít 2 lần chứ không phải tít tít to như cái bo zin mọi người ạ. Thì đấy, đó là cái nhược điểm, nó là toàn linh kiện tàu thôi nên nó sẽ hay có nhược điểm, đó là phím này một này, tụ hạ áp là hai này, và nó là linh kiện tàu nó chết lúc nào không biết được mọi người ạ. Tiếp theo này, cái anh này thì anh bảo là cho mình hỏi con iốt 3 chân chỉnh lưu 390V trong mạch bốt bao nhiêu ampe và bao nhiêu vôn. Thì mình cũng không biết là cái mạch của anh ấy là mạch nào, chỉ biết mạch bốt. Thì với những cái trong những cái tivi LCD tivi ấy thì nó có mạch bốt ấy, thì thông thường là có con diode này còn dạng diode sung, dòng chịu đựng mắc của nó là 10 10A và niên áp chịu đựng của nó là 600V. Thì không biết là bo này ba chân này của anh ấy là cái gì, ba chân thì khả năng nó sẽ cao hơn rồi. Quan trọng là cái mã của nó, thì chúng ta vào Google chúng ta search, kiểu gì có mã thì chúng ta sẽ search được. Những cái vấn đề nhiều người là tìm không biết tìm, mình thì mình có một cái sở trường là tìm kiếm trên YouTube, trên Google rất tốt, nên kiểu gì mình cũng mò ra được data set của nó.
Tiếp theo các bạn, bạn dưới bạn xem một cái video mình sửa bếp từ nguyên nhân tụ 5i nổ ấy, thì bạn ấy bảo là nắp lối tiếp hai tụ 5i có được không? Thì nắp ok nhưng mà chỉ số bị giảm mất một nửa. Và nó cồng kềnh và có khả năng nắp lối tiếp thì cái sự phóng nó chịu điện áp cao hơn thì nó sẽ bền bỉ hơn, nhưng mà cái có khả năng là sẽ dẫn tới cái sự phóng nạp nó kém, thì có thể là bếp nó cũng chạy không ổn định nhanh chết. Nên cái vấn đề này chúng ta mua tụ 5i xịn thôi là chúng ta thay ok. Rồi đâu đó mình cũng đọc cái bình luận có một số người hỏi mình cái vấn đề là lắp hai con IGBT song song có ok không ấy. Thì rất nhiều bếp mình thấy là họ thiết kế lắp hai IGBT song song nhá, nhưng mà chúng ta phải đảm bảo là lắp làm sao nó sẽ ở trên chân ở phần đầu kích ra nó sẽ qua một con điện trở 10 ôm riêng nhau nhá. Chứ chúng ta lắp song song ấy thì có xảy ra trường hợp nếu mà hai con IGBT của chúng ta khác nhau ấy, thì nó có thể là con dẫn mạnh, con dẫn dẫn nhiều, con dẫn ít thì nó cũng nhanh chết. Nó chạy dẫn không đồng đều, không đồng bộ thì nó cũng nhanh chết nhé. Nên cái vấn đề lắp song song chúng ta phải cần quan tâm đến cái vấn đề đấy, chứ không phải là song song tăng dòng vào đâu. Nó chỉ sai khác về mạch in từ chân C đi tới mâm từ của con này dài hơn mạch in từ chân C tới con IGBT này ngắn hơn, thì có thể con ngắn sẽ chịu tải nặng hơn và nó sẽ nhanh chết hơn nhé mọi người nhé. Cái vấn đề liên quan đến đến dòng song song là khá là phức tạp trong vấn đề IGBT đấy mọi người ạ. Có cái bạn này, bạn ấy xem mình hỏi mình cái vấn đề là em có cái nguồn đeo máy đồng bộ đã xác định được chập móc phét nguồn cấp trước. Tra mã thì nó là 16A 600V nhưng em đang thay 7A 600V chạy liệu có sao không? Thì mình nói luôn ấy, nếu mà nguồn cấp trước thì không bao giờ nó là con móc phét 16A 600V đâu nhá. Mình đang nghi ngờ đây là mạch bốt, mạch PFC nâng áp lên 390 nhá. Những cái một máy đồng bộ có khả năng nó sẽ có như vậy. Thì nó sẽ chết con này, thì bạn đang thay bằng con 7A 600V này, thì nếu mà nó chạy cái có thể nó sẽ dập chết ngay lập tức ấy, bởi vì nó đã thấp hơn rất nhiều. Có thể là ấy, bạn đang lắp theo kiểu là nó không chạy bốt thì là nó sẽ lên được tải thôi, nhưng mà lắp tải vào thì mới biết được, lắp tải cho chạy đạt công suất thì mới biết được nó chết hay không các bạn ạ. Nên cái vấn đề từ 16A mà thay có 7A thì không thể ổn được rồi. Và mình nghi ngờ ấy là nó không phải là móc phét liên quan đến nguồn cấp trước, bởi vì nguồn cấp trước đôi khi nó không chạy con dòng móc phét ở đâu, nó hay chạy IC hơn. Đây là có cái câu hỏi này mà mình cũng bạn này cũng hỏi mình mấy lần rồi này. Bác làm nguồn tổ ong 24V 10A mất áp khi gắn tải 775 đi. Đấy, mình có trả lời này. Bạn ấy hỏi là nguồn của một cái view khác nhé. Nguồn tổ ong 24V 10A mất áp khi vào tải motor 775 là bị sao nhá. Thì mình nói luôn cho mọi người ấy, là nguồn xung khi mà các bạn cấp cái cho con motor 775 này nó chạy, thì con motor này khi mới chạy cái dòng khởi động của nó rất là cao, nó còn lai ngay là tức tức thời, lúc đấy nó không khác gì làm cho cái nguồn 24V đầu ra bị chập, dẫn tới là con vì nguồn xung nó bị phát hiện ra như thế nó chập thì nó sẽ ngắt để nó bảo vệ chính nó mọi người nhá. Do đó mình mới bình luận bạn ấy này là kiếm cái bộ nguồn 24V 30A mới chịu được dòng khởi động ban đầu đấy. Tức là khi mà các bạn dùng cái bộ nguồn mà nó ra được điện áp dòng mắc cao hơn tận 30A hoặc 40A chẳng hạn, thì cái dòng khởi động ban đầu của con 775 ấy là nó vẫn đáp ứng được, không bị sụt áp, hoặc là sụt áp trong ngưỡng nó lật được trạng thái nó chịu được. Các bạn phải hiểu dòng khởi động ban đầu nó như nào, là khi lúc đấy motor chưa chạy thì chúng ta mới cấp điện một cái, thì không khác gì là cái motor đấy nó như là một cái dây dẫn làm chập mà cái nguồn 24V và sụt, ví dụ như 24V nó sụt xuống còn có 12 13V chẳng hạn, thì là con nguồn nó sẽ ngắt, nó không cho chạy nữa nhá mọi người nhá. Đó những cái nguồn máy tính PC thế nhiều người cứ cho chạy motor 775 ấy thì toàn bị như thế thôi. Thì cái giải pháp của chúng ta có thể là cống quấn một cuộn L nhiều vòng dây, thì khi mới cấp điện cái thì cái cuộn L đấy nó sẽ tích trữ, nó thể theo kiểu như là chống cái sụt áp để thắng được cái, để không làm cho cái nguồn ngắt thì cũng có thể được nhé. Đấy là cái cách mình nghĩ thôi các bạn ạ. Có cái bạn này bạn hỏi là ở một tủ lạnh có một con diode trước thanh may so có cần đấu đúng chiều hay không? Thì có thể nó đấu trước thì để mục đích của nó là chỉ dây may so sẽ sinh nhiệt một lửa chu bán kỳ thôi, thì đấu đấu đúng chiều hoặc ngược chiều mình nghĩ cũng chẳng sao đâu, bởi vì nó cắt một nửa bán kỳ thôi. Cái này thì mình không làm về điện lạnh và mình cũng không hiểu về cái sơ đồ của nó, mình có sơ đồ của nó thì mình sẽ hiểu được chức năng và đấu như nào ngay. Nên mình có nghĩ tưởng tượng là con diode đấy chỉ để cho dẫn dây may so sinh ở một, tức là sinh nhiệt ở một nửa chu kỳ thôi, còn nửa chu kỳ nó ngăn thì đấu ngược đấu đúng chiều hay ngược chiều mình nghĩ là vẫn vẫn ok thôi.
Tiếp này, có cái bạn ấy xem mình sửa cái quạt Senco nó bị chết con DZ Gimap 5V1. Thì bạn ấy có hỏi mình là thay con đấy bằng con 757805 được không? Thế là thay con DZ đấy bằng con 7805 được không? Thì mình nói luôn đấy, thay con DZ 7805 nó không đúng chức năng nhá. Con kia là con Gimap, còn con 7805 ấy đã in vào, chân in con nó vào nó tầm khoảng hơn chục vôn thì đầu ra là 5V ok. Nên chúng ta có lắp con 7805 ở đấy thì có thể là cái điện áp đỉnh cao của nó lên đến tận 300V ấy, thì có thể là nó sẽ chết con 7805 ngay nhá. Tuy dòng nó nhỏ nhưng mà điện áp nó đỉnh nó cao và cái mạch của nó thì không ứng dụng được 7805 ở cái chế độ dòng tràn để ghi map mọi người ạ. Đây là có cái bạn này này. Bạn có xem cái video mình sửa cái quạt trần bốn cánh nhá, bị sét đánh ấy. Thì bạn ấy có hỏi mình là IC xử lý dán bán ở đâu vậy anh? Cái mã IC hay cái gì đây này. Thì mình nói luôn đây là chả có ở đâu nó bán con ICV xử lý ở đâu. Một số người thì kể cả quạt điều khiển đấy bắt đầu là hoặc biết từ thấy đấy, chết đấy, vào Google search thì tìm được nơi bán, đó là những cái trang web bên Trung Quốc. Thế là mua về, nhưng mà mua về lắp đích chạy. Đấy, thì mình nói thẳng luôn là cái bạn này, bạn có tìm được những cái trang web nước ngoài, bạn ấy bán đúng cái mã con ICV xử lý này thì bạn về bạn lắp cũng không chạy đâu nhá, bởi vì con ICV xử lý đấy muốn sử dụng trên cái quạt này ấy, là được nhà sản xuất đã lập một cái chương trình phần mềm cho nó, chương trình để chạy đúng chức năng của cái quạt này. Nên do đó mà mình mua thì mình chỉ mua được IC trắng thôi. Còn nó muốn mua được IC mà có chương trình phần mềm ấy, thì đến hãng, mà hãng thì họ sẽ không bao giờ họ bán IC, họ chắc họ bán cả bo rồi và giá khá là đắt. Nên cái giải pháp mà chết IC vi xử lý này, một là độ bo khác, hai là mua những cái bo trên thị trường. Trên thị trường có những cái bo quạt trần bốn cánh, nó như quạt bo quạt Mitsubishi ấy, nó sử dụng con IC là Louis Vuitton ấy, là nhà sản xuất họ đã thiết kế viết ra một cái phần mềm là ứng dụng y như này luôn thì có thể chạy ok nhá. Có cái bạn này, bạn xem mình sửa cái nồi cơm nội địa cắm nhầm 220 này. Bạn bảo là anh ơi, nồi của em bị đứt cầu chì dưới đáy nồi. Tức là dưới đáy nồi chỗ cảm biến nhiệt ấy, nó luôn có một con cầu chì để khi ví dụ như là nhiệt độ cao quá nó sẽ cháy, này nó sẽ cắt cái nguồn cấp trước, do đó mách mà nó không lên nguồn nữa nhá. Thì có khả năng có trường hợp là tự nó con cầu chì nó cháy, mình có gặp rồi. Thì em thay rồi có điện, không báo lỗi, nhưng khi nấu thì nồi không nóng, xử lý ra sao? Đấy, tức là nó bị đứt cái cầu chì đấy nó chỉ là bị quá nhiệt nó cháy, hoặc là nó bị sốc áp, hoặc là nó đến lúc nó già quá nó tự nó cháy thôi. Thì mình có trả lời vui của với bạn ấy là bật nấu rồi đi chơi rồi về xem cơm chín không. Mình trả lời vui như này, thực tế là có ý đồ của mình nhá. Đó là một số cái bếp nồi cơm này là khi chúng ta bật ấy, là nó mới đầu nó chỉ nhá một phát là nó bắt được lồi thôi và nó ở chế độ chờ, và đến tầm 10 phút sau, 7 đến 10 phút sau thì bắt đầu nó mới lung nhiệt độ, nó mới đốt sinh từ nước lên ấm 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 khoảng vài chục độ thôi. Tóm lại là nó không phải là sinh từ liên tục. Nên nấu không nóng là như vậy. Chắc là cứ cắm để đấy tầm khoảng 2 hoặc 30 phút quay trở lại thì cái nó sẽ nóng nhá. Mình đoán đấy thôi, bởi vì nó cháy cầu chì này, mạch điện của bạn ấy không hỏng cái gì đâu. Nên mình trả lời vui bạn ấy như thế đấy. Mạch quạt Mitsubishi này. Bạn này hỏi là mạch bị lỗ con tụ và ICLTC xanh lá thì xử lý con LTC như nào? Thì con LTC thì các bạn thay, hoặc các bạn như con LTC trong cái mạch này thì chúng ta có thể đấu tắt được nhá. Nó không ảnh hưởng gì đâu các mọi người nhá. Con LTC có một số mạch quạt Mitsubishi ấy, nó trước con diode chỉnh lưu lửa chu kỳ cho phần nguồn cấp trước ấy, đến tụ lọc ấy thì nó có con LTC giảm dòng nạp đấy. Thì thông thường một số mạch thì nó không có. Nên do đó là nó lỗ thì chắc chắn là phần nguồn cấp trước nó lỗi rồi. Nên khi mà xử lý được nguồn cấp trước thì với không có LTC chúng ta có thể đấu tắt, hoặc thay vào đó là con điện trở cầu chì vài chục ohm hoặc 10 ohm ok các bạn ạ. Đây này, có rất nhiều những cái bình luận như này nhé. Bạn này xem cái video mình sửa một cái mạch nguồn, một cái nguồn máy tính. Thì trong cái nguồn đấy nó nguồn cấp trước nó chạy con IC TLI, mình thay vào con TLI 280. Thì bạn này có hỏi là mình có nguồn đó ICTI nổ là bị gì ạ? Xin chỉ giáo. Thì nó bị gì thì nó bị chết nguồn cấp trước thì chúng ta sẽ thay thôi. Thì nó lỗi tới con IC này thì có thể do nó sốc áp hoặc nó bị quá tải. Nhưng TLI thường chết là toàn nổ thôi mọi người ạ, bởi vì nó không có con điện trở bảo vệ quá dòng. Thì nó dòng TLI thì khi chết là thường lỗ, có thể nó bị sốc áp này, hoặc là bị quá dòng quá tải này, hoặc là có sự cố gì đấy về điện chẳng hạn thì nó lỗ thôi. Thì sửa bình thường như thôi, chúng ta tìm con linh kiện chết chúng ta thay là ok thôi mà.
Đây này, có cái bạn này, bạn xem mình sửa mạch nguồn cái quạt điều hòa Daikyo. Linh kiện xanh xanh trong video mà anh thay là gì vậy? Thì mình cũng không rõ là mình lâu rồi mình không nhớ, nhưng cái linh kiện mình có vừa mới vào loát qua cái video này thì cái trong video đấy mình nói thẳng luôn cái con linh kiện xanh xanh mình thay đó chính là quận L chặn nhiễu. Tức là tóm lại là mạch cái mạch nguồn của nó ấy, thì là chỉnh lưu ra anh 300V ấy. Sau đó chân đường dương của nó từ tụ này đi sang tụ kia ấy, nó luôn có một con L nó có giá trị là nâu đen đỏ. Nó ghi trên đấy như như điện trở ấy, mình đọc ra là một mini Henry ấy. Thì nó là quận L đấy. Thì trong video đấy mình nói thẳng luôn nó là quận L rồi, mà cái bạn này xem mà cũng là linh kiện gì. Đấy, rất nhiều người xem theo kiểu tua hoặc xem với kiểu xem không xem hết nên chả biết là mình nói những cái gì, mình chia sẻ rất kỹ rồi nhưng mà họ không xem đầy đủ nên là cứ hỏi mình như thế thôi. Ở đấy vẫn cái quạt điều hòa Daiko liệt phím này, quạt khác này. À, sao không hướng dẫn tháo máy đấy, buồn cười lắm những cái chia sẻ ấy. Thì là cái video này ấy, là mình đã tháo ra mình đặt trên bàn rồi, thế là chắc là cái bạn này không biết cách tháo. Thế mà không biết cách tháo thì sửa rất là khó luôn, bởi vì cái vấn đề tháo ấy là đòi hỏi chúng ta nhìn nhận và tự chúng ta mày mò chúng ta tháo thôi, còn sửa chữa thì chúng ta đòi hỏi cái cách tư duy kiến thức thôi. Nhưng cái bạn này mà mình xong hướng cách tháo đôi khi sau đó này bạn bảo là sao không hướng dẫn đo con này và sao không hướng dẫn nắp con này như thế nào, đây thôi thì bó tay các bạn ạ. Nhiều bình luận quá mình không thể đọc hết được. Như cái bạn này bảo là anh ơi cho em hỏi nồi cúc chen báo lỗi E3 là bị vùng nào thế, thì mình chưa gặp lỗi E3 bao giờ bạn mà, nên mình không rõ được. Và nhiều cái lỗi thì mình cứ Google mình search, đôi khi là mình sẽ tham khảo từ Google trước các bạn ạ. Thôi mình sẽ kết thúc video này đây nhá, video này cũng khá là dài rồi, để trả lời cho mọi người thì rất là lâu hết được. Chào tất cả mọi người nhá, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.